Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vay ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác, đó là quy định được đề cập tại thông tư 06 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 39/2016 quy định về hoạt động cho vay với nhiều điều kiện tiếp cận vốn dễ dàng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Thông tư 06 quy định các ngân hàng được quyền xem xét và quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác. Đặc biệt, quy định này không chỉ giới hạn cho khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, mà còn cho cả khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống, trong đó có cả vay mua nhà, mua xe. Hiện tại, Vietcombank là nhà băng đầu tiên triển khai quy định này. Theo đó, khách hàng có thể được vay vốn tại Vietcombank với thời gian vay lên đến 30 năm, nhưng không vượt quá thời hạn vay còn lại của khoản vay tại ngân hàng đang vay, với số tiền cho vay tối đa 100% số tiền dư nợ gốc của thanh khoản tại ngân hàng đang vay. Khách hàng được ân hạn trả nợ gốc tối đa lên đến 24 tháng và phù hợp với quy định của ngân hàng. Đáng chú ý, lãi suất cho khách hàng cá nhân vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác của Vietcombank chỉ từ 6,9% một năm áp dụng trong 6 tháng đầu hoặc 7,5% một năm trong 12 tháng hoặc 8% một năm trong 24 tháng đầu. Tuy nhiên, nhà băng này cho biết sẽ điều chỉnh lãi suất cho vay theo tình hình thực tế. Thực tế, thông tư 06 được ban hành đã có không ít người dân đặt kỳ vọng vào quy định này. Anh Hiếu, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại khoản vay mua nhà của anh đang chịu mức lãi suất là tới 14% một năm. Tôi đã tìm hiểu ở một số ngân hàng, mức lãi suất cho vay tại một số ngân hàng dễ thở hơn nhiều so với mức lãi suất tới 14% mà gia đình đang phải trả vài tháng gần đây. Vì vậy, sau nghỉ lễ, tôi có ý định sẽ chuyển sang vay của ngân hàng có lãi suất thấp hơn để trả nợ trước hạn khoản vay này theo quy định mới ban hành, anh Hiếu nói. Theo các chuyên gia tài chính, bản chất của quy định này là mua bán nợ, nên có thể tới đây sẽ có sự chuyển dịch khách hàng từ các ngân hàng thương mại cổ phần sang các ngân hàng có vốn nhà nước do lãi suất đầu ra ở các nhà băng quốc doanh cạnh tranh hơn. Chưa kể, quy định này còn tác động tích cực, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng với nhau. Các ngân hàng phải cân đối làm sao để giữ được khách hàng của mình thông qua việc đưa ra một lãi suất phù hợp. Khi đó, nếu tổ chức tín dụng nào cạnh tranh tốt, các điều kiện tín dụng thuận lợi thì có thể người vay vốn sẽ tới đó nhiều hơn. Dưới góc độ ngân hàng, ông Nguyễn Hưng, tổng giám đốc TPBank thừa nhận, người đi vay sẽ được lợi hơn khi thị trường lãi suất cạnh tranh bởi các quy định của thông tư 06 có hiệu lực. Thị trường tài chính tiêu dùng lãi suất sẽ dễ chịu hơn, hay nói cách khác, muốn giữ được khách, ngân hàng phải có lãi suất phù hợp với cung cầu thị trường tại từng thời điểm, ông Hưng nói. Cũng theo ông Hưng, các khoản vay ưu đãi thường lãi suất thấp trong một khoảng thời gian nhất định và thả nổi vào thời kỳ sau. Trong thời kỳ ưu đãi lãi suất cho khách hàng, ông Hưng cho biết các ngân hàng phải gánh lỗ, do đó, trong hợp đồng tín dụng luôn luôn có điều khoản về phí trả nợ trước hạn để bù đắp cho khoản lỗ đó. Trong trường hợp khách hàng không giữ cam kết và phá hợp đồng trước thời hạn, lúc đó khách hàng phải cân nhắc rằng phí trả nợ trước hạn đó cộng với ưu đãi mình nhận được trong tương lai khi vay mới tại ngân hàng khác để trả nợ trước hạn có đủ lớn, đủ tốt hoặc lợi hơn so với việc duy trì hợp đồng hiện tại hay không. Ngoài ra, còn có những vấn đề phát sinh khác, chẳng hạn như phải đi công chứng giả chấp, thế chấp lại, đăng ký giao dịch đảm bảo, có khi mất thời gian và liệu những công sức và khoản tiền bỏ thêm có bù được khi lãi suất giảm xuống, ông Hưng lưu ý. Một số lãnh đạo ngân hàng khác cũng tỏ ra lo ngại tính thực tiễn của quy định khách hàng được vay ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng khác, không loại trừ cả trường hợp các ngân hàng sẽ nâng mức phí phạt trả nợ trước hạn để hạn chế khách hàng chuyển sang ngân hàng khác để vay vốn, vị lãnh đạo ngân hàng này nói thêm. Ngân hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà, mua ô tô. Thông tư 06 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, 2023 với nhiều điều kiện để khách vay có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng thông thoáng dễ dàng hơn. Trong hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng được quyền xác minh thông tin khách hàng bằng phương tiện điện tử eKYC, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Theo đó, ngân hàng được quyền giao kết thỏa thuận cho vay dưới hình thức hợp đồng điện tử. Trước đây chỉ chấp nhận hợp đồng giấy, xét duyệt cho vay bằng phương tiện điện tử. Điều này sẽ rút ngắn quy trình, thủ tục, khách hàng vay không phải đến ngân hàng. Đối với nhu cầu vay vốn, phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng thiết yếu, mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân hộ gia đình như vay mua ô tô, mua trang thiết bị tiêu dùng, khách hàng không cần phải có phương án, dự án mà chỉ cần có thông tin về tổng nguồn vốn cần sử dụng, mục đích sử dụng vốn, thời gian sử dụng vốn và nguồn trả nợ của khách hàng. Riêng đối với những nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống để mua nhà ở, xây dựng, cải tạo nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thường có giá trị lớn, khách vẫn phải bổ sung phương án, dự án theo quy định của ngân hàng. Đáng chú ý, ngân hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác
với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà, mua ô tô. Theo quy định hiện hành, khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại nhà băng khách đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống. Việc mở rộng quy định áp dụng đối với cả khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh và nhu cầu đời sống sẽ tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận thêm các vốn tín dụng ngân hàng, có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn tại các ngân hàng khác. Đơn cử như trường hợp một khách hàng cá nhân đang có dư nợ của khoản vay mua nhà tại một ngân hàng A. Tuy nhiên, khách hàng nhận thấy tại ngân hàng B cùng khoản vay mua nhà như vậy mà lãi suất cho vay thấp hơn so với ngân hàng A. Đồng thời, nếu khách hàng vay vốn sẽ được hưởng thêm ưu đãi đối với một số các dịch vụ khác tại ngân hàng B. Với quy định này, khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng B đề xuất nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hạn cho khoản vay mua nhà mà khách hàng đang vay tại ngân hàng A. Như vậy, khách hàng dễ dàng tiếp cận khoản vay mới với mức chi phí thấp hơn, được tiếp cận và sử dụng thêm các dịch vụ mới. Trước ý kiến lo lắng thông tư 06 sẽ siết chặt thêm điều kiện vay, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chỉ áp dụng theo luật các tổ chức tín dụng hiện hành. Ngân hàng Nhà nước lý giải trong hoạt động cấp tín dụng, việc áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm là do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận. Thực tế thời gian qua, ngân hàng đã và đang thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm tiền vay với nhiều loại hình tài sản khác nhau như ô tô, tài sản hình thành trong tương lai, hàng hóa lưu chuyển, quyền đòi nợ hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo. Điều này được ngân hàng đánh giá dựa trên phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả năng tài chính để hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi. Tài sản thế chấp chỉ là một trong các điều kiện quan trọng nhưng không phải là điều kiện hàng đầu, cũng như không phải là điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật trong việc bảo đảm hoàn trả cho khoản vay, nâng cao trách nhiệm của khách hàng đối với việc trả nợ ngân hàng. Trong bối cảnh tín dụng 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng chậm, mới tăng 4,73% so với cuối năm 2022, Ngân hàng Nhà nước vừa có động thái giao thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%. Thực tế cho thấy, do tác động bất ổn của kinh tế thế giới, các doanh nghiệp, người dân đang hết sức khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2023 thấp nhất trong 10 năm gần đây. Trước bối cảnh thị trường khó khăn, tín dụng tăng thấp thì áp lực lãi vay vẫn khá cao. Hiện, lãi suất cho vay doanh nghiệp phổ biến ở mức 9-12% tùy từng phân khúc khách hàng. Chuyên lĩnh vực ưu tiên có lãi vay thấp hơn, các doanh nghiệp cho rằng mức lãi suất này vẫn ngoài tầm với của họ và cần giảm thêm. Theo nhận định của công ty chứng khoán MyBank IB, MSVN, ước tính theo chỉ tiêu mới, quy mô tín dụng có thể giải ngân trong nửa cuối năm 2023 bình quân khoảng 180.000 tỷ đồng mỗi tháng, cao hơn so với con số 122.000 tỷ đồng nếu tính theo chỉ tiêu tăng trưởng 11% công bố trước đó. Dư địa để tăng trưởng tín dụng lần này được thông báo ngay từ giữa năm, nhưng dường như chỉ có tác động tâm lý trong thời điểm hiện tại. MSVN cũng dự báo rằng tổng tín dụng ước tăng cao nhất 12% trong bối cảnh các động lực cho vay chính chậm lại trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất, tiêu dùng. Căn cứ trên dữ liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, chỉ trong vòng 10 ngày cuối tháng 6, tín dụng đã tăng thêm 1,07%, trong đó riêng 3 ngày cuối tháng tăng 0,17%. Nếu xét theo số tuyệt đối, dư nợ tín dụng trong 10 ngày cuối tháng 6 đã tăng gần 127.600 tỷ đồng, tương đương 34% tổng mức tăng từ đầu năm đến ngày 20 tháng 6 2023. Nhìn lại các con số để thấy rằng, dường như tín dụng đang bắt đầu có xu hướng tăng tốc sau giai đoạn trì trệ trong những tháng đầu năm nay. Nguyên nhân có thể là do khả năng nhu cầu vay vốn đang dần khởi sắc sau một loạt chính sách, giải pháp hỗ trợ, kích thích nền kinh tế gần đây. Định hướng chính sách tài khóa mở rộng song hành với chính sách tiền tệ nới lỏng trở lại. Dù Ngân hàng Trung ương nhiều nước vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, sẽ bắt đầu có những tác động rõ nét hơn trong giai đoạn tới. Vấn đề hiện tại chỉ là rào cản lãi suất vay. Sau 4 lần hạ lãi suất điều hành, thị trường các tổ chức phân tích vẫn kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ thêm 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất điều hành mức 4% trong quý 3 2023. Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, bối cảnh hiện nay đã khác nên lãi suất cho vay khó có thể quay về thời điểm trẻ. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn còn dư địa giảm thêm lãi suất. Tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Hiệp hội Ngân hàng mới đây, các tổ chức hội viên đã đồng thuận cam kết giảm lãi suất và chia sẻ những kết quả đạt được trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cụ thể, sau khi Ngân hàng Nhà nước nới râm tín dụng và có các giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, nhiều ngân hàng đã thông báo cam kết giảm lãi suất cho vay với mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 1,5% một năm. Đây là một trong những nỗ lực của các tổ chức tín dụng nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và nền kinh tế, qua đó kích cầu tín dụng cuối năm. Trong giai đoạn cuối năm,
các ngân hàng đều bày tỏ đồng thuận với lời kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng về việc giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2%, đồng thời xem xét giảm phí, lệ phí và các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới và hấp dẫn nhất về kinh tế bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!